Trước mặt anh em đây là một con game thuộc chủ đề về Gundam, một trong những cái chủ đề cũng khá là hot ở Việt Nam chúng ta và trên thế giới. Game này cũng mới ra mắt thôi, nhưng mà nó là cái bản truy cập sớm nên mình cũng không rõ đây là cái bản chính thức hay là cái bản test nữa anh em. Hiện tại thì nó có ở trên Android thôi, chưa có trên iOS. Mình đoán là khoảng tầm 80-90% là cái phiên bản này sẽ là cái phiên bản test em nhá. Nên là anh em cứ tạm thời trải nghiệm cho nó vui vui vậy chứ từ từ hãng nạp nhá. Ở trên fanpage Facebook thì mình không tìm thấy được cái mạng xã hội của cái tựa game này. Đây sẽ là một cái con game dạng nậu đó anh em ạ. Nên là anh em chịu khó nghe nhạc khác nha chứ không phải nhạc của game. Mọi thứ nó liên quan đến vấn đề bản quyền nên mình sẽ không cho vào đây. Chính vì thế là anh em chịu khó nghe nhạc bình thường nha. Ok. Active 1 này. Rồi. Game hiện tại có tiếng Anh, không có tiếng Việt. Nó sẽ có thêm tiếng Trung nữa anh em. Mình đoán không nhầm thì đây sẽ là một cái tựa game tiếp theo đến từ cái nhà phát triển của tựa game The Zero. Cái con game 1P mà mình đã có rất nhiều video review về nó rồi đấy. Cái nhà phát triển của game The Zero và cái con game này nha, nó tạo ra rất là nhiều những cái dòng game, rất là nhiều dòng game rồi anh em. Đây sẽ là một con game tiếp theo, mình đoán không nhầm là như vậy. Tại vì cái giao diện đăng nhập của cái tựa game này rất giống với The Zero. Ok, chúng ta hãy tiếp tục vào chiến đấu nha. Đây là một dạng game turn-based đánh theo lượt. Oh, tàu, ở đây có tàu luôn anh em ạ. Quá là gắt luôn. Ở trong phần setting của tựa game, nó sẽ có cái phần cài đặt đồ họa. Tuy thế thì nó chỉ có cái phần cài đặt đồ họa cao hay thấp thôi, hay là trung bình thôi, chứ còn không có FPS 60. Nhưng mà game thì hiện tại mình thấy nó cũng khá là mượt. Đấy, dòng game turn based và mình thấy là con game này cái tốc độ chiến đấu dù thế là X1 hay X2 thì mình thấy khá là nhanh. X1 nó cũng nhanh đấy, X2 thì nó nhanh hơn một tí thôi. Cái màu sắc của cái tựa game này thì nó thấy hơi tối, nó không được tươi sáng cho lắm nhỉ. Chẳng lẽ lại dòng Gundam này nó lại như vậy hay sao? Con game này ở trên Setplay có tên đầy đủ đó là Mobile Suit Origin. Có mặt trên store của Việt Nam mà chúng ta không cần phải fake IP hay chuyển vùng gì hết. iOS thì hiện tại vẫn chưa có em nhé. Anh em chịu khó chơi trên Android hoặc là chơi trên giả lập bằng link dưới phần mô tả của video. Anh có thể là tải cái giả lập đó về trải nghiệm. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi gacha ở cái phần này, nó sẽ là cái phần gacha của chúng ta đây. 99 lần thì chúng ta có thể là lựa chọn được những cái Gundam mà anh em yêu thích. Nó cho 2 vé free à, 20 vé free. Ồ. Oh. Chúng ta có một Gundam 5 sao này. Tuyệt vời. Tiếp theo. Chúng ta không có Gundam nào cả, không có Gundam 5 sao nào cả và 2007 là chúng ta có thể là gacha được một lần X10 và nó không tính cái vé quay có ở đây nha. Nó chỉ tính cái số lượng kim cương thôi. Đó. Thì gacha và chúng ta đã có được một em cam khá là xịn sò rồi. Khi chúng ta sở hữu được một Gundam thì chúng ta có thể là vào nhận kim cương nha. Bây giờ thì tự đấu xem nào. À, bây giờ thì phải vào và nâng cấp đã. Gundam cam khá là xịn sò, lại có cánh luôn anh em ạ. Ở cái chỗ màn hình chọn tướng của chúng ta nha, chọn Gundam của chúng ta này thì nó sẽ không có cái hoạt động của Gundam đâu, mà nó sẽ có một cái vòng quay ở phía chân. Và cái vòng quay này nó sẽ quay xung quanh cái con Gundam của chúng ta anh em nhé. Cho vào đội hình nào. 1. Chúng ta sẽ có thêm 2. Rồi. Ở đây có kích duyên đây anh em ạ. Mình thì cũng không phải là một fan của cái dòng Gundam này. Mình không phải là một fan anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp này. Đầu tiên là chúng ta sẽ up các level lên đã. Giới hạn các level hiện tại là 30. Sau đó chúng ta có thể là breakthrough lên. Có một viên đây rồi. Đây là dạng gọi là tăng giới hạn level lên. Đấy, vừa từ 30 giờ chúng ta đã lên được cái level 30, đang lên được 50 rồi anh em. Phần trang bị này. Up sao này. Cần trùng mới up sao được em nhé. À, ở đây có cái phần reset nữa này. Nên là có thể là yên tâm mà nâng cấp. Rồi.
thử với Gundam 5 sao xem sao nhỉ? Để có cái gì thú vị và hấp dẫn này không? Cái giao diện kèm theo đó là cái font chữ nó rất là Gundam. Đấy. Hình như là những cái Gundam xịn sò 5 sao cam trở lên ấy, thì nó sẽ có cái hiệu ứng chiêu thức nó đỉnh cao hơn, đẹp hơn. Còn những cái Gundam tím thì chúng ta có thể là đi ải để mà sở hữu được, và gacha thì nó tăng tỷ lệ ra rất nhiều. 1.700 à. Anh em đã quá chán nản với cái tình trạng ping cao đỏ ngòm khi mà chơi các cái tựa game ở trên PC hay mobile. Anh em hãy tải ngay Gear Porter, ứng dụng giảm ping tốt nhất 2024 cho tất cả các cái game hiện tại trên Android, trên PC và trên iOS. Hãy tải ngay bằng link dưới phần mô tả của video này nhé. Đấy. Để xem chiêu nào. Đương nhiên là khi mà chúng ta tăng cái giới hạn level của Gundam lên thì chúng ta sẽ mở được cái chiêu thức mới. Mỗi Gundam của chúng ta thì sẽ sở hữu trong mình sẽ là 4 cái chiêu đó anh em ạ. 4 chiêu. Để xem nào. Đây. Gundam của chúng ta thì sẽ sở hữu 4 chiêu thức. 1 2 3 4 này, đó. Ở đây thì chúng ta cần lên cái level 101 thì chúng ta có thể là mở cái chiêu này. Chiêu cuối cùng này, thứ tư này cũng up. À, đây là level 81 chứ, còn cái này là level 51. Má, nhìn nhầm. Tiếp tục chúng ta lên cái level 50 đi. Cố lên cái level 50 để mở chiêu mới này. Ngon phết nhỉ. Gundam không phải chính chủ. Gundam này là của Bandai Namco Entertainment hay sao nhỉ? Bandai Namco em ạ. Bandai Namco Entertainment. À, chúng ta có thể là vất những cái con Gundam thừa ra để cho nó chống chỗ. Breakthrough này. Up sao. Đây, up sao đây. Để xem là những em nào nó có trùng để mà 5 sao không nhỉ? Có một em, đây có một em này trùng nên được sao này. Một. Để mà nên được sao tiếp theo chúng ta cần một trùng. Em này. Em này cần hai luôn anh em. Sau đó chúng ta sẽ cần thêm 3. Ui, có nhiều vậy. Cần trùng đến 2 để mà có thể là lên được 5 sao này. Và chúng ta cần thêm phút 3 nữa. Ui, tốn thế nhỉ. Tốn của nó đấy. 1 này. Nhận này. Chúng ta cần level 13 tham 3 lần rồi đấy. Rồi, ok. Nhận quà. Chưa được 2.700 à. 2.700 lốt phát nữa để mà kiếm thêm ít quà xem nào. Đang nghiêng cảm giác nó cứ khự khự ấy nhỉ. Hiện tại thì mình chưa tìm ra gift code của tựa game em nhá. Nên là tạm thời anh em cứ chơi vậy đã. Mình sẽ cố gắng hóng đợi xem là biết được cái thông tin là con game này ra mắt chính thức hay chưa, hay là có thêm những cái code mới nào hay không, có thêm cái code nào hay không nha. Tại vì là hiện tại vẫn chưa có code nên là cũng không thể nào mà nói được là cái code mới hay code cũ. Có thể nó sẽ là cái bản truy cập sớm nên là game sẽ chưa có code. Giống như tựa game The Zero thì con game này mình nghĩ là nó cũng sẽ tương tự như vậy. Nó cũng sẽ có một thời gian để test sau đó thì mới ra chính thức em nhé. 2.700 đây rồi, gacha luôn, đang up tỷ lệ. Ái chà. Đang có up tỷ lệ là 2.700 này. Chúng ta cần thêm một ngầu ngầu tí nhỉ, thôi cứ chọn bừa vậy. Ra thì ra mà không ra thì ra thôi. Hiện tại Gundam 5 sao nó chỉ có 4 con rồi à? Ủi vãi trưởng, không ra con nào luôn. Trời ơi. Không ra một con nào anh em ạ. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. 6 phát nữa thì sẽ ra được 5 sao. Ok. Tiếp tục đấu nha. Game này hiện tại thấy khá là ổn đấy, chỉ cần gọi là ép vào FPS 60 nữa, với lại nhiều code, nhiều sự kiện nữa là ok. Nhưng mà cảm giác là cái con Gundam
Gundam này nó vẫn còn hơi hơi cứng, hơi thô em nhé. Rồi, và đó là toàn bộ cái video ngày hôm nay về tựa game này. Một cái game thuộc chủ đề về Gundam mới ra mắt tại thị trường quốc tế. Link tải thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video cho anh em tải về và trải nghiệm. Lưu ý đây mình cũng chưa rõ là bản test hay là bản chính thức nên là anh em từ từ hãng nạp nha. Trải nghiệm trước rồi anh em hãy tính sau. Nếu mà anh em thấy video của mình có hay và hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh và ấn chuông thông báo nha. Fan của Gundam thấy con game này có ổn áp hay không cũng hãy comment để mà nhận xét về tựa game này. Còn bây giờ thì chúc anh em trải nghiệm game vui vẻ và hẹn lại anh em vào những video tiếp theo. Bye bye. Nếu mà anh em đang tìm một cái giả lập cực ngon này, cực nhẹ và cực mượt cho PC và laptop của anh em, truy cập ngay link dưới phần mô tả của video để mà tải ngay cho mình cái phần mềm giả lập cực nhẹ, cực mượt để mà anh em có thể là chiến mọi loại game. Anh em cứ click vào đó tải về và trải nghiệm cho mình nha.